Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em ha. Đây là con điện thoại Samsung Galaxy S8 Android 14 nha. Máy này thì đã rút rồi. Đây có Magic. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách cài đặt xem YouTube với Android Auto mới nhất trên những cái dòng sản phẩm Android 14 mà đã được root rồi ha. Thì để cài đặt thì mình sẽ cập nhật cái phiên bản Android Auto lên, phiên bản mới nhất. Anh chị với các bạn có thể mở cái trình duyệt web lên, sau đó mình sẽ tìm cái từ khóa là Android Auto và sau đó mình sẽ chọn lên cái kết quả tìm kiếm. Ở đây thì em sẽ cập nhật lên phiên bản mới nhất của nó nha. Phiên bản mới nhất của cái ứng dụng Android Auto này. Rồi, sau khi mà mình cập nhật lên xong rồi á, thì anh chị và các bạn sẽ tìm giúp em thêm hai cái ứng dụng nữa. Circuit Maker. Đây, mình sẽ tải giúp em cái ứng dụng Circuit Maker. Tiếp theo thì mình sẽ tải cái ZR Retriever về. Ứng dụng này để giải nén file tập tin nén nha. Rồi. Sau khi tải thành công rồi á, anh chị và các bạn sẽ tìm đến cái Circuit Maker này nè, mình mở lên. Sau đó mình sẽ chọn qua cái tab Active. Chọn lên cái Android Auto. Ở trên đây thì nó sẽ có một cái mục cài đặt nè. Mình sẽ chọn vào. Sau đó mình sẽ chọn cái mục Create Circuit để nó tạo một cái setup chỉ cập thẳng vào Android Auto ở trên màn hình ha. Rồi mình sẽ mở nó lên. Đây là cái Android Auto phiên bản mới nhất nha. Đây anh chị và các bạn sẽ thấy đây là phiên bản Android Auto mới nhất. Bản của em đang dùng là bản beta luôn ha. Đây đó. Rồi, Android Auto 12.2 nè. Tiếp theo thì mình sẽ chọn nhiều lần lên vào cái mục này. Khi nào mà nó hiện lên cái bảng này á, thì mình sẽ bấm vào OK. Rồi, nó sẽ hiện lên nè. Tiếp theo thì mình sẽ chọn lên dấu 3 chấm trên góc phải. Chọn lên cái mục cài đặt này. Mình sẽ vào trong cái mục Application Mode. Chọn cái mục nhà phát triển ha. Ok, bây giờ mình sẽ đóng nó đi. Rồi, tiếp theo thì anh chị và các bạn sẽ mở cái ZR Retriever lên. Ok. Cấp cái quyền. Sau đó mình sẽ chọn cái mục bộ nhớ thiết bị. Đây nó sẽ có một cái file Android Auto Android 14, link thì em sẽ cung cấp dưới phần mô tả ha, anh chị và các bạn tải về, sau đó mình sẽ chọn vào, giải nén nó ra. Rồi, sau khi mà giải nén nó ra thì nó sẽ được những cái ứng dụng như thế này nha. Ở đây nó sẽ có cái mục LS Basic, mình sẽ để ý. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái Magic lên. Tiếp theo mình sẽ vào trong mục cài đặt của Magic. Ở đây thì anh chị và các bạn sẽ bật cái jailbreak này lên. Cái mục này đang tắt thì mình sẽ bật lên ha. Rồi quay trở về qua cái tab Module, chọn lên cái mục Install Chrome Store. Chọn lên cái bộ nhớ điện thoại. Thư mục giải nén. Trong đây tất cả cái ứng dụng khác nó sẽ bị mờ, trừ có cái LS Basic này nó sẽ sáng lên. Sau đó mình sẽ chọn vào. Mình sẽ bấm OK. Rồi. Kiểm tra nó có bản cập nhật hay không. Nếu mà có thì mình cập nhật. Nếu không có thì mình sẽ khởi động lại.
Chọn Reboot. Rồi, khi máy khởi động lại rồi thì mình sẽ bút ở trên xuống này. Nó sẽ có một cái mục LS Posix Loader. Ở đây thì mình sẽ chọn vào đó, sẽ tạo ra một cái xuất cấp. Nó sẽ tạo ra một cái xuất cấp giống như vậy nha. Đó, nó là cái này. Là cái này nè. Mình nhớ là tạo xuất cấp để đưa nó ra màn hình chính. Tiếp theo, mình sẽ mở cái ZR Retriever lên. Khi mà đã root rồi thì mình sẽ không cần cài đặt nó qua cái Kin Installer nha. Mình cài đặt thẳng luôn. Ở đây em đang có Formata bản 1.9.5 ổn định. Giờ mình sẽ cài luôn. Setting. Cài thông qua cái ZR này cũng được luôn nha. Không cần phải cài qua Kin Installer. Rồi, sau khi cài xong rồi thì nó sẽ nằm ở đây. Và mình sẽ mở cái LS POSIX này lên. Chọn qua cái này. Đây nó sẽ có Formata Auto nè. Mình sẽ bấm chọn vào. Bật cái này lên. Enable Module. Và tích vào cái Android Auto ha. Đây, nó gợi ý cho mình. Tiếp theo thì mình có thể vào trong cái mục này mình kiểm tra Android Auto Customize Launcher nè. Rồi, có thể bỏ những cái app không cần thiết đi. Đây, nó chưa có đúng không? Bây giờ mình sẽ khởi động lại thiết bị. Rồi bây giờ máy nó khởi động lên rồi thì mình sẽ mở cái Android Auto lên để mình kiểm tra. Đây nó sẽ có cái Formata Auto nè. Còn nếu anh chị và các bạn muốn cài đặt thêm những cái khác giống như là CarStream chẳng hạn thì mình sẽ cài đặt thẳng vào luôn. Ví dụ CarStream. Screen 2 Auto. Ok, thoát ra. Mở lên. Đây, nó sẽ có đầy đủ hết nha. Đây. Bây giờ thì mình sẽ kết nối điện thoại với màn hình để mình kiểm tra ha. Cắm cáp vào. Continue. Menu. Rồi ha. Formata Auto. YouTube. Này mình có thể tắt luôn màn hình cũng được. Đây.
Catherine. YouTube shop. Đây. À. Phiên bản Android Auto mới nhất với root ha. Ok. Rồi, video mình đến đây là tạm dừng ha. Anh chị và các bạn nếu thấy video này hữu ích có thể like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube với em. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.